Xin chào tất cả các chú ạ. Hôm nay em mới về ít hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Đây, số điện thoại đặt hàng của bên em đây ạ. Sau Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội có ship hàng toàn quốc ạ. Bác nào ở gần có thể điền tại địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi ạ. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mã hàng đây rồi. Các bác mua mẫu nào cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Còn bác nào ở gần thì có thể đến tại địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp cũng được ạ. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1 này. Mẫu số 1 này của em là một ít ke góc nha các bác. Ke góc nó bằng nhôm đấy ạ. Đây các bác đợi em chút để em chỉnh cái máy cao lên nữa nha. Đây. Cái này là toàn bộ bằng nhôm hết nha các bác, không có cái nào là bằng sắt đâu. Đây nó sẽ kiểu như này. Cái phần đế này, cái phần sườn này thì nó dày hơn nha các bác. Phần sườn này độ dày đem đo được là 1cm này. Còn phần dưới đế này thì nó mỏng hơn. Độ dày đo được là 7 ly nha các bác, 7 ly. Mẫu này kích thước chiều dài phần đế em đo được là 17,5cm này. Tổng chiều cao của nó là 8cm. Phần mặt bích bên dưới ở đây em đo được là 5cm nha các bác. Đây là mẫu số 1 này, có giá là 30.000 một chiếc. Hàng ke góc này, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đây. Số 1 nha các bác, 30.000 một cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là cái này. Đây, nó giống như kiểu cái nhông ấy các bác. Bên trong này có bi nhá. Cái này mã bi của nó là bao nhiêu đây? Để em nhìn lại một chút nhá. Mã bi của nó là 6003. Mẫu này phần lỗ trục của nó đo được là 17. Phần rãnh của nó ở đây em đo được là 10. Nó gần 12 nha các bác, gần 12. Mẫu này tổng chiều dài của chiều cao của nó đo được là 60. Đường kính phần mặt bích ở đây này đo được là 54. Và đường kính cái phần to này ở đây em đo được là 74 ạ. Đây là mẫu số 2 nha các bác. Một bộ 2 chiếc này này, có giá là 150.000. Cái này nó bằng sắt nha các bác. Tiếp theo là mẫu số 3. Số 3 mẫu này cũng là một cái bằng sắt nha. Mẫu này phần lỗ tròn này, lỗ tròn nhỏ ở đây nhá. Lỗ tròn nhỏ ở đây của nó em đo được là 12. Còn đường kính phần lỗ trục bên trong này đo được là 40. Mẫu này độ dày đo được là 36. Mẫu này đo đường kính của nó ở đây đo được là 89 nha các bác. Đây là mẫu số 3, có giá là 80.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu số 4 ạ. Số 4 là một bộ combo 3 cái. Cái này là giống như kiểu cái van đồng hồ ấy các bác. Này, cái này bị mất đồng hồ rồi nha các bác. Còn có cái này thì nó bị không còn cái mặt kính đồng hồ đâu. Hàng SMC này. SMC nhé, mẫu này đầu ống của nó sẽ là ống 8 nha các bác. Đây, ống 8 này. Đấy. Cái này bác nào nghiên cứu này, chế cháo thì mình mua về xem nhá. Đây là mẫu số 4 này, một bộ combo 3 chiếc như này, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu số 5. Số 5 một bộ combo 2 chiếc xi lanh hơi nha các bác. Đây, đầu van ống của mẫu này nó sẽ là ống 6. Mẫu này của nó sẽ là hàng SMC các bác. Đây, tem vẫn còn nguyên này, SMC. Mẫu này thông số là 40 x 10. Hành trình của nó sẽ được 1cm nha các bác. Trên đầu đây nó sẽ có một cái phần mặt bích bằng sắt luôn này. Các bác không cần thì mình có thể tháo ra nhá. Đây nó có con ốc lục giác bên trên này. Cái này là hai chiếc giống nhau nha các bác. Mẫu số 5, một bộ hai chiếc như này có giá là 120.000. 120.000 là được hai cái đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 mẫu này của em nó là cái con lăn bằng nhôm nhá. Bên trong của nó sẽ có trục bi xoay tròn như này. Trên cái phần thân của nó có một cái đường rãnh nhá. Phần rãnh ở đây em đo được là 6 ly. Chiều dài phần thân con lăn đo được là 35. Đường kính bên ngoài của nó em đo được là 40 này. Cái nào cũng sẽ có trục bi xoay như này. Tất cả trơn tru nhẹ nhàng hết. Đây là mẫu số 6, một bộ combo 5 chiếc, có giá là 150.000. Tiếp theo là mẫu số 7. Số 7 mẫu này của em là một bộ combo 2 cái xi lanh hơi bàn trượt nha các bác. Đây bàn trượt mặt sắt này.
hàng SMC ạ. Đây nó còn bên sườn đây nó còn cái tem đây. Đây, SMC nha các bác. Thông số của nó là bao nhiêu đây? 8 x 20, hành trình của nó sẽ được là 2 cm, SMC Make in Japan luôn này. Con này đầu ống của nó sẽ là ống 4, xi lanh bàn trượt như này. Hành trình 20. Đây là mẫu số 7, một bộ combo 2 chiếc như này. Của em có giá là 120.000 cặp đấy nhá, rất là mới luôn. Nó không khác gì hàng mới cả. Tiếp theo là mẫu số 8. Mẫu 8 là hai cái mặt bích đế như này. Đấy. Cái này của nó bằng sắt ạ. Mẫu này phần bên này này. Cái này mặt vuông của nó đo được là 75. Còn cái bên trên này bản rộng là 40, bản rộng là 50, còn chiều dài của nó là 65 nha các bác. Đây là mẫu số 8, một bộ combo 2 chiếc này, em đang có 2 chiếc đây nhá. Có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu số 9. Số 9 cũng là một cái combo các cái mặt sắt này. Mẫu này phần lỗ trục của em đo được là 16. Mẫu này bản rộng ở đây đo được là 75, vuông 75 nha các bác. Đây là mẫu số 9, một bộ combo 4 cái, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu số 10. Số 10 một bộ combo 4 món nha các bác. Đây, cái đầu tiên, cái này phần lỗ trục của em đo được là 11, phần lỗ gen của nó là 12 nha các bác. Còn cái này thì to hơn này, loại này có 2 chiếc. Cái này phần lỗ trục của em đo được là 16, phần lỗ gen trên này em đo được là 14 nha các bác. Đây, loại này, mẫu này thì có 1 chiếc ạ. Mẫu này phần lỗ trục đo được là 14 này, phần lỗ bên trong này đo được là 16 ạ. Đây là bộ combo mẫu số 10, gồm 4 chiếc, có giá là 80.000. Tiếp theo là mẫu 11. Số 11 là một bộ combo 2 chiếc nhé. Mẫu này phần gen trên đầu em đo được là 19 này, phần lỗ bên dưới này đo được là 19 luôn ạ. Cái thứ hai, cái này nhỏ hơn nha các bác. Cái này phần gen bên dưới đo được là 16 nha các bác, 16. Mẫu này phần gen trên đầu của em đo được là 16 luôn này. Đây, cái này nó còn tem này các bác, SMC Make in Japan này. Cái nào còn tem thì đọc được, cái nào mà không có thì không đọc nổi các bác. Đây là mẫu số 11 nha, một bộ combo 2 chiếc này, có giá là 80.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 của em nó là cái nhôm nha các bác, một cái thanh nhôm như này. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày đo được là 1 cm, bản rộng của nó là 3 cm, và chiều dài của nó ở đây em đo được là 27 cm nha các bác. Đây là mẫu số 12 này, một bộ combo là 8 chiếc, có giá là 180.000. Tiếp theo là mẫu 13. 13 đây. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày đo được là 1 cm, bản rộng của nó là 5 cm và chiều dài là 28,5 cm ạ. Đây là mẫu số 13, một bộ combo 2 chiếc như này, có giá là 80.000. Tiếp theo là mẫu 14 ạ. 14 là cái mẫu này. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày đo được là 18, bản rộng là 3,8 cm ạ, chiều dài là 21 cm. Đây là mẫu số 14 này, có 60.000, giá là 2 chiếc nha các bác. 2 chiếc này là 60.000 này. Tiếp theo là mẫu 15. Số 15 là dạng nhôm góc như này, nó kiểu như góc cái bậc thang ấy các bác. Cái này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 15, bên trên này là 15 luôn nha các bác. Mẫu này chiều dài của nó là 21 cm, phần đế bản rộng là 5,5 cm ạ. Đây là mẫu số 15 này, có giá là 100.000 một cái nha các bác. Rất là dày và nặng luôn. Mẫu này em đang có 2 cái. Tiếp theo là mẫu 16. Số 16 nó có cái chân như này. Nó có 3 chi tiết bắt vào nhau nha các bác. Đây, bên trên này nó có mấy cái lục giác này. Mẫu này phần độ dày của nó em đo được là 8 ly nha các bác, 8 ly. Bản rộng là 7 cm, chiều dài là 17 cm ạ. Đây là mẫu số 16, có giá là 30.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có là bao nhiêu đây? 6 chiếc nha các bác. Tiếp theo là mẫu 17. Số 17. Mẫu này phần nhôm độ dày đo được là 8 ly. Bản rộng là 6 cm ạ. Chiều dài là 38 cm. Đây là mẫu số 17 này, một bộ combo 2 chiếc có giá là 85.000.
Tiếp theo là mẫu 18 này. Mẫu 18, mẫu này phần nhôm độ dày đo được là 1 cm. Bản rộng bên dưới này là 6 cm ạ. Bản rộng bên trên này là 19 cm. Mẫu này tổng chiều dài của nó em đo được là 33 cm. Số 18 của em này có giá là 80.000 một cái nhé các bác. Tiếp theo là mẫu 19. 19 mẫu này là nhôm nó dày hơn này. Mẫu này phần nhôm độ dày đo được là 15. Bản rộng bên trên này là 10 cm này. Bên dưới này em đo được là 16 cm. Mẫu này tổng chiều cao của nó em đo được là 28 cm ạ. Đây là mẫu số 19 có giá là 100.000 một chiếc. Nhôm rất là dày này. Tiếp theo là mẫu 20. Đây. Cái này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 6 ly này. Còn phần bên trên này là 13 nha các bác. Chiều dài, phần dài nhất của nó đo được là 19 cm. Bản rộng là 9 cm ạ. Đây là mẫu số 20. Một bộ 2 chiếc có giá là 70.000. Tiếp theo là mẫu 21. 21 mẫu này là đang có 5 chiếc ạ. Đây nó dạng nhôm như này. Chỗ này ở đây em đo được là 6 ly này. Còn bên trên này đo được là 9 ly. Mẫu này bản rộng là 25. 2,5 cm ạ. Mẫu này thì chiều dài của nó là 20,5 cm. Đây là mẫu số 21. Một bộ combo là 5 chiếc. Có giá là 90.000 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 22. 22 đây là cái tấm nhôm đấy các bác. Mẫu này phần nhôm ở đây độ dày em đo được là 1 cm nha. Còn chỗ này phần nhôm nó ghép vào nhau này thì độ dày đo được là 19 nha các bác. Kích thước bản rộng này, bên dưới này bản rộng là 5 cm, còn bên trên này là 13 cm. Mẫu này thì tổng chiều cao đo được là 29,5 cm ạ. Đây là mẫu số 22, có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này thì ở trên đây nó có cả 4 cái đầu ống hơi này các bác. Đồng ống này của nó sẽ là ống 4 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 23. Đây là mẫu 23 này các bác. Mẫu này thì phần khung bên trên, bên dưới và ở giữa đây nó sẽ là bằng nhôm. Còn hai bên này của nó sẽ là cái trục tròn bằng sắt nha. Phần trục tròn đem đo được là phi 16 này. Phần đế nhôm bên dưới độ dày đo được là 12. Đây. Nó sẽ nâng lên hạ xuống như này nha các bác. Trơn trượt đấy. Đây đây. Đây nó nâng lên như này, hạ xuống như này nha các bác. Mẫu này thì tổng chiều cao của nó em đo được là 21 cm. Bản rộng phần bên trên này đo được là 16 cm ạ. Đây là mẫu số 23, có giá là 170.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này em đang có 2 chiếc ạ. Tiếp theo là mẫu 24. Đây, 24 là cái mẫu này. Mẫu đầu khớp như này nha các bác. Phần mặt bích bên dưới này của nó sẽ là mặt bích tròn. Đường kính ở đem đo được là 70 này. Phần lỗ ren trên đầu đem đo được là 14. Bên dưới này cũng là 14 nha các bác. Đây là mẫu số 24, có giá là 70.000 ạ. Tiếp theo là mẫu 25. 25 một cái hộp điện nha các bác. Một hộp công tắc này, nó có 3 cái công tắc. Cái này của nó là công tắc nhấn nha. Nó có 3 màu này. Cái đầu dây điện đây nó có 5 sợi nha các bác, 5 sợi. To đẹp. Đây là mẫu số 25, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 26. 26 là cái bộ van điện này, có đồng hồ đằng trước ấy nha các bác. Ở đằng sau này nó sẽ có là 2, 4, 6, 8. Có 8 cái van thì tương ứng sẽ có là 8 cái đồng hồ nha các bác. Sẽ có 8 cái đồng hồ như này. Cái mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống 8 này. Đây. Cái đầu ống hơi này của nó sẽ là ống 8 nha các bác. Và có cái dàn ống nhỏ nhỏ đầu ống này nó sẽ là ống 4 này.
Đây. Hai bên đều có ống nha các bác. Thì phần khung của mẫu này nó sẽ là khung bằng inox. Tất cả là 8 cái van, nó sẽ tương ứng với cả 8 cái mặt đồng hồ nhờ, mặt điện như thế các bác. Nó đang bị tụt ở bên trong này. Đây, đẩy ra cái là được nhá. Đây, nó đang bị tụt bên trong này. Đầy đủ là 8 cái đồng hồ nha các bác. Phần khung của mẫu này nó sẽ khung bằng inox ấy. Cái này không biết là cái tem ở đâu đây. Đó, đợi em trước để em tìm cái tem của cái van này nhá. Đây là cái tem của nó ở đằng nào đây mà chưa thấy đây. Mẫu này là tạm thời em chưa thấy cái đầu tem, tem thông số của nó ở chỗ nào các bác. Em sẽ đo sơ qua phần khung trước nhé. Mẫu này bản rộng phần khung là 20cm, chiều dài phần khung là 25cm ạ. Đây là mẫu số 26, có giá là 850.000 nha các bác. 850.000. Tiếp theo là mẫu 27. Là cái mẫu này. Mẫu này cũng là có 4 cái mặt đồng hồ này. Có cái mặt đồng hồ ở đây nha các bác. Nó sẽ có 4 cái đầu này, không biết gọi nó là cái gì đây. Đây, SMC này các bác. SMC. Cái này đầu ống của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Nó có cả ít dây điện này. Phần khung của mẫu này nó sẽ là khung bằng sắt. Đây là mẫu số 27, có giá là 240.000 một chiếc nha các bác. Đây, mẫu này thì em đang có 2 chiếc đây. Tiếp theo là mẫu 28. 28 thì nó cũng giống như 27 thôi. Nhưng cái mẫu này nó sẽ có là 6 cái nha các bác. 6 cái mặt như này, cái mặt đồng hồ này, mấy cả 6 cái cục trắng này đằng sau. Ở đây nó cũng có các cái đầu dây điện này các bác. Đấy. Các cái đầu này này, nó nối bằng ống hơi, ống 6 nha các bác. Nếu mà có bị tụt ra thì các bác lắp lại một chút là được. Đây là mẫu số 28, có giá là 350.000 nha các bác. Mẫu này sẽ có 6 chiếc. Tiếp theo là mẫu 29 ạ. Mẫu này của em nó sẽ là cái đầu xi lanh hơi nha các bác. Mẫu này thông số này vẫn còn nguyên cái tem nên là đọc được. Mẫu này hàng SMC, Made in Korea nha các bác. Thông số là 20 × 32 × 320, tức hành trình của nó sẽ được là 32cm ạ. Trên đầu nó vẫn còn một cái khớp như này. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ vừa là hàng SMC Japan này và vừa là hàng SMC Korea nha các bác. Mẫu này thì phần thân của nó sẽ là bằng inox, đầu van ống của nó vẫn còn nguyên nha. Hai cái này đều là đầu ống 4 này. Hành trình là 32cm. Đây là mẫu số 29, có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này thì các bác mua 10 chiếc chuyển khoản được miễn ship ạ. Tiếp theo là mẫu 30. 30 là một mẫu vít me nha các bác. Mẫu này hàng THK này, Made in Korea. Mẫu này phần vít me đo được là phi 15. Hai đầu nó sẽ có cái gối bi như này. Gối bi của nó sẽ là bằng sắt đây ạ. Mẫu này đo cái phần ren bên trong ở đây em đo được là 25cm. Còn nếu đo tổng cả gối cả trục luôn sẽ được là 33cm ạ. Đây là mẫu số 30, có giá là 130.000 một chiếc. Tiếp theo là mẫu 31. 31 mẫu này là một mẫu vít me nha các bác. Mẫu này phần trục của em đo được là 6 ly. Phần vít me đo được là phi 10. Ở đây nó sẽ có một cái bu ly bằng nhôm này các bác. Và ở giữa đây sẽ có một cái bát ren. Cái này thì phần vít me của nó này nhỏ nhưng mà thẳng đẹp nha, không có bị cong vênh đâu ạ. Ở đầu này nó có một cái gối nhôm, còn đầu bên kia thì không có gì đâu ạ. Phần ren em đo được là 75cm, còn đo cả trục luôn sẽ được là 80cm nha các bác. Đây là mẫu số 31 này, có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 10 chiếc. Tiếp theo qua mẫu 32. 32 mẫu này đang có mấy cái khay bằng inox nha các bác. Mẫu này phần inox ở đây đo được là 1,5. Bản rộng của nó là 5cm nha các bác. À trên xin lỗi, chưa được 48 ạ. Còn mẫu này thì chiều dài phần đế của nó này, ở đây em đo được là 44cm. Đây là mẫu số 32, có giá là 100.000 ba cái.
Tiếp theo là mẫu 33. 33 mẫu này của em là một mẫu cái con lăn bằng sắt nha các bác. Mẫu này nó sẽ có các cái đường xoắn như này. Mẫu này phần đầu trục bên trong ở đây em đo được là phi 15. Đường kính phần thân con lăn ở đây em đo được là 58. 58 là đo cái phần cao nha các bác, không phải đo cái phần lõm này. Mẫu này thì chiều dài phần thân con lăn em đo được là 49 cm. Còn nếu đo tổng cả trục luôn ạ, sẽ được khoảng 55-56 cm nha các bác. Đây là mẫu số 33 này, có giá là 150.000 một chiếc, rất là nặng. Tiếp theo là mẫu 34. 34 là mẫu con lăn đôi nhá. Mẫu này thì hai bên nó sẽ có cái gối bằng sắt như này. Mẫu này đường kính phần thân con lăn đo được là 33 này. Phần trục bên trong ở đây em đo được là 18. Đây là có cái phần trục ở giữa này em đo được là 18 nha các bác. Mẫu này thì chiều dài của một con lăn đo được là 28 cm ạ. Đây, chiều dài của một chiếc nhá là đo được là 28 cm. Nếu em đo cả từ kéo từ phần con lăn kia sang này, tính cả cái trục ở giữa luôn nhá, sẽ được là 58 cm. Đây là mẫu số 34, có giá là 100.000. Mẫu này thì bên trong nó sẽ có trục bi xoay tròn nha các bác. Đây, tất cả bên trong sẽ có trục bi xoay tròn như này. Tiếp theo là mẫu 35. 35 đây. Mẫu này bên trong cũng sẽ có trục bi xoay tròn này. Mẫu này sẽ là con lăn bằng sắt ạ. Mẫu này phần trục bên trong đo được là phi 20. Đường kính phần thân con lăn đo được là 59 ạ. 59 đúng không? Mẫu này chiều dài phần thân con lăn đo được là 27,5 cm. Còn nếu đo cả trục sẽ được khoảng 31 cm nha các bác. Đây là mẫu số 35, có giá là 120.000 một chiếc. Mẫu này em đang có khoảng 10 chiếc. Tiếp theo là mẫu 36 ạ. 36 là một cái mẫu xi lanh, kiểu xi lanh bàn đẩy như này. Mẫu này thông số của nó là 40 x 30. Hành trình của nó sẽ được là 3 cm. SMC Make in Japan nha các bác. Mẫu này đầu van ống của nó sẽ là ống 4 này. Để em đo cái phi bên trong thì nó được bao nhiêu nha. Cái này đường kính phần ti hơi bên trong này, đây em đo được là 90 nha các bác. Mẫu này thì phần mặt bích bên trên bên dưới phần thân của nó là sẽ là bằng nhôm. Mẫu này bản rộng là 12 cm nha các bác. Vuông 12 cm. Rất là to này. Đây là mẫu số 36, có giá là 200.000 một cái ạ. Tiếp theo là mẫu 37. 37 là cái bộ bàn trượt ba me nha các bác. Mẫu này của nó sẽ là bằng nhôm này. Hai bên sườn đây nó có hai cái nút khóa vặn kiểu vặn bằng ren ấy. Còn đây nó sẽ có một cái nút vặn ở giữa như này. Cái này kiểu nó dạng trực mang cá này các bác. Cái này em cũng không có hiểu rõ lắm đâu. Kích thước này, mẫu này bản rộng của nó là 10 cm. Vuông 10 cm nha các bác. Đây là mẫu số 37, có giá là 100.000 một chiếc, rất là mới luôn các bác. Mới mà đẹp đó. Còn đây là mẫu 38 ạ. Mẫu 38 nó cũng giống như kiểu mẫu 37 thôi, nhưng cái mẫu này thì nó sẽ ghép bởi hai chiếc vào với nhau. Tức là nó sẽ di chuyển 4 chiều, cũng là dạng bàn trượt mang cá như này. Mặt vuông của nó cũng là vuông 10 cm nha các bác. Đây, nó sẽ có hai tầng như này nha các bác. Đây, các bác quan sát này, mẫu này thì nó chỉ có trượt 2 chiều thôi, còn mẫu này nó sẽ là 4 chiều. Đây là mẫu số 38 này, có giá là 170.000. Cái mẫu 38 là nó ghép bởi hai chiếc mẫu 37 vào nha các bác. Tiếp theo là mẫu 39. 39 mẫu này của em nó là cái bộ cái cây trục tròn này. Cái này nó là sẽ là trục tròn sắt đặc phi 20 nha các bác, phi 20 này. Hai đầu của nó sẽ có hai cái nắp bịt bằng nhôm như này. Ở giữa nó sẽ có một cái bi trượt như này, phần bi trượt trơn tru nhẹ nhàng, không có bị chặt rít hay dơ lắc gì đâu ạ. Mẫu này thì chiều dài của nó này, tổng chiều dài đây em đo được khoảng 40,5 cm nha các bác. Đây là mẫu số 39. Một cây như này sẽ có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 40. À, cái mẫu 39 này thì em đang có khoảng 20 cây nhá. Tiếp theo là mẫu 40. 40 mẫu này của em nó là mẫu con lăn bằng sắt nhá. Bên trong sẽ có trục bi xoay tròn. Mẫu này phần trục bên trong đo được là phi 15. Cái mẫu này thì cái phần giữa này nó sẽ hơi to này, đầu ngoài nó sẽ hơi nhỏ một chút. Phần bên ngoài đường kính em đo được là 45, bên trong này đo được là 48 ạ. Mẫu này thì chiều dài phần thân con lăn đo được là 27 cm. Còn nếu đo cả trục sẽ được khoảng
37 38 cm nha các bác. Đây là mẫu số 40. 40 của em này. Bên trong đều sẽ có trục bi xoay như này. Có giá là 120 nghìn một chiếc. Mẫu này cũng có khoảng 10 cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu 41. Mẫu này của em có mấy cái trục tròn bằng sắt nha các bác. Tròn bằng sắt đặc đấy ạ, không phải ở giống ruột đâu. Mẫu này phần trục của em đo được là phi 15. Chiều dài phần thân của nó đo được là 98 cm ạ. Đây là mẫu số 41 này. Một bộ 2 chiếc, có giá là 150.000 nha các bác. Cái này bán theo một cặp 2 chiếc nha các bác. Một cặp 2 chiếc này có giá là 150.000, mẫu số 41. Tiếp theo là mẫu 42. 42 cũng là trục tròn sắt đặc phi 15 này. Mẫu này thì chiều dài của nó em đo được là 40 cm. Có một cây này dài hơn này. Có một cây dài là 52 cm nha các bác. Mẫu số 42 này đây sẽ có là 2, 4, 6 chiếc, có giá là 180.000. Còn đây là mẫu 43. 43 cũng là cục cái trục tròn bằng sắt đặc nha các bác. Mẫu này thì chiều dài của nó em đo được là 31 cm. Mẫu này ở đầu trục lên nó có một cái lỗ ren này. Một bộ 5 chiếc, mẫu số 43, có giá là 100.000. Ở dưới đây, mẫu này em đánh 43 rồi mà cái mẫu ổ điện em vẫn đánh 43 này. Thế em sẽ sửa cái mẫu này thành không có mã luôn nha các bác. Đây các bác là chốt là ổ điện này. Cái này ổ điện của nó là ổ điện hàng Hàn Quốc nha các bác. Đây hàng Hàn Quốc này. Cái này của nó thông số là 16A 250V nha các bác. Mẫu này thì ở đây nó sẽ có là 10 ổ cắm luôn. Các bác mà làm xưởng này mà mình cần nhiều ổ cắm thì mình chốt liền. Ổ cắm Hàn Quốc này của em nó sẽ là ổ cắm chân tròn nha các bác. Ổ cắm chân tròn. Ở trên đầu đây nó sẽ có một cái công tắc bật này. Đấy. Cái công tắc đèn màu cam này rất là sáng luôn đấy các bác. Mẫu này thì không có dây, người ta cắt dây rồi nha các bác. Mẫu này nó sẽ có 3 cái đầu dây. Đầu dây bên trong của nó rất là to đấy. Mẫu này mà còn nguyên cái đầu dây thì rất là giá trị luôn. 10 ổ cắm luôn nha các bác. Và toàn bộ nó sẽ là ổ cắm chân tròn. Cái mẫu này thì em không có đánh số nhá. Các bác chốt là ổ cắm điện này. Ổ cắm điện Hàn Quốc. Giá là 220.000 một chiếc. Mẫu này thì em đang có 10 chiếc ạ. Tiếp theo đây là một cái tấm nhôm này. Tấm nhôm này em không có đánh số nha các bác. Kích thước thì em có ghi ở trên đây rồi. Mẫu này thì độ dày của nó là 2 cm. Đây 2 cm này. Bản rộng là 40 cm. Và chiều dài của nó là 69 cm. Đây bên trên đây nó có hai cái lỗ ô chữ nhật đây nha các bác. Bên dưới này nó cũng có một ô vuông này. Mẫu này thì hiện tại là em đang có 3 tấm. Có giá là 1 triệu một tấm nha các bác. 1 triệu một tấm. Mẫu này không có số đâu các bác. Đây là tấm nhôm này. Hiện tại thì nó sẽ có cả cái tấm nhôm mỏng hơn, từ 8 ly đến 8 ly này, 1 cm và 1,2 cm nữa. Các bác có nhu cầu hỏi kích thước nào thì mình có thể inbox trực tiếp Zalo, báo kích thước để em tìm và kiểm tra cho các bác cũng được nhá. Còn cái tấm này thì giá là 1 triệu một tấm này. Kích thước đây nha các bác. Tiếp theo là mẫu 44. 44 mẫu này ở đây em đang có hai cái bộ khung nha các bác. Mỗi một bộ thì nó sẽ có là hai chiếc nha các bác. Cái này của nó sẽ là khung bằng sắt. Ở đây em đang có hai bộ này. Đây là cái lỗ mà lỗ lắp bi ấy các bác. Mẫu này phần lỗ trục ở đây này đo được là 46 nha các bác, 46. Mỗi một chiếc này nó sẽ có 3 cái lỗ trục và 3 cái khung này các bác. Để em lật lên xem độ dày của nó được bao nhiêu nha. Mẫu này phần khung sắt độ dày của nó đo được là 24, khá là dày đấy ạ. Bản rộng chỗ bên này đo được là 20,5 cm. Còn cái phần cao này nha các bác, chỗ này đo được là 22 cm. Chiều dài đo được là 47 cm này. Đây là mẫu số 44. Có giá là 500.000 một bộ là 2 chiếc như này nha các bác. 2 chiếc này sẽ có giá là 500.000. Mẫu này thì em đang có 3 bộ này. Bên đây em có 3 cái thanh nhôm các bác. Thanh nhôm này thì em không có đánh số đâu, em ghi kích thước đây rồi. Cái đầu tiên này, mẫu này thì một chiều là 2 cm này. Đấy. Còn bản rộng của nó sẽ là 7,5 cm và chiều dài của mẫu này là 140 cm. Mẫu này có giá là 225.000. Mẫu này có một cây nha các bác. Mỗi mẫu hôm nay chỉ có một cây thôi.
Cái thứ hai thì dài hơn này. Cái này thì kích thước cũng vậy, 2 x 7.5 cm, chiều dài là 230 cm. Mẫu này thì có giá là 315 ngàn. Còn đây là mẫu dài nhất này. Mẫu này ở đây nó có một cái vết sứt đây các bác. Mẫu này cũng vậy, kích thước là 2 x 7.5, chiều dài là 280 cm. Mẫu này có giá là 400 ngàn. Mỗi mẫu chỉ có một cây thôi các bác. Rồi em xin kết thúc video đây ạ. Hẹn tất cả các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.